Hello chào cả nhà. Mình đang ở ấp 5 xã Bằng Long của huyện Châu Thành nha cả nhà. Mình nghe nói có hộ ông Phùng Văn Thắng nè, ông bị bệnh đó cả nhà ơi. Bệnh tai biến. Rồi giờ ông có ở mình, ông có vợ mà vợ nghe tin đó là ông bị bệnh gì cái vợ sang nhượng đất lại vợ bán rồi, giờ đi rồi. Có đứa con này khoảng 30 tuổi tuổi mà đứa con chết rồi, xe đi xe mất chết hôm nay nha, xe đụng tai nạn xe là chết hôm nay lâu rồi. Này đứa con khoảng 30 tuổi, đây là hộ Phùng Văn Thắng đó, cái nhà của ông Phùng Văn Thắng nha. Rồi mình tiến sâu vô những cái nhà. Đó cái nhà không có quay nha cả nhà, không quay chỗ này đó. Giờ ông cũng đang nằm đó, có ai cần giúp đỡ thì liên hệ nha. Mày nó ở đâu? Ai Mày quay đó nó ở đâu? đâu có con là mọi miền đất nước biết hết mà. À. Hello cả nhà, nãy mình có mặt tại U15 gì, tại ấp ấp bà B, xã Bằng Long, huyện Châu Thành nha. Có lại nhà của ông Nam ông Phùng Văn Thắng phải không? Đây là ông Phùng Văn Thắng bị bệnh tai biến cả nhà ơi. Cả nhà có xem clip này đừng quên ủng hộ và chia sẻ kênh những nhà hảo tâm nào ha. Có xem clip này giúp đỡ ông nha. Tôi nói chuyện được chứ? Mình nói chuyện được không? Bị lâu chưa? Năm năm ấy. Đó gì đó nhà ơi. Gia đình cũng khó khăn lắm. Nhà hảo tâm nào có xem clip này đừng quên ủng hộ cho ông nha. Với mạnh thường quân đồ nè, trong và ngoài nước nè. Nên mình cũng tình cờ đi làm gần đây mới biết hộ của ông B. Hả, nhìn tới ông ba chết đâu hả? Ba mẹ ông chết hết rồi, giờ còn có mình ổng nha. Đó. Có người em nuôi nha. Nhận bị lâu rồi hả? Mới 5 tháng nha. Rồi mới có 5 tháng ta. Rồi ta biến luôn ha. Rồi mới 5 tháng à. Đó, quay xung quanh cái nhà nè. Chị Thành Tấn, Tấn Mé hả? Có mạnh quân nào có xem được cái hình ảnh này á, giúp đỡ cho hộ ông với nha. Phùng Văn Thắng không bị tai biến nha. Đó, cái nhà cái toàn cảnh này nha. Hộ cũng khó khăn cả nhà. Nhà nào có giúp đỡ thì mình để
Số tài khoản mình ở bên dưới á, mình để phần mô tả cả nhà có xem ủng hộ rồi, thì có gì giúp đỡ ông ấy thì mình để số tài khoản bên dưới cả nhà chuyển đi, rồi mình tới đây mình tao lại cho trong ngoài nước nha. Ba mẹ mất hết rồi, kìa chứ còn có mấy anh người em lo cho ông ăn uống cả nhà. Nhà này cũng mới cắt luôn hả dì Tư? Nhà này cũng mới cắt luôn hả? Lâu hen. Sáng giờ cơm nước gì chưa? Rồi hả? Cơm nước rồi chưa? Rồi mình tới bệnh gì ta biến mà nói không được nữa ta. Phải không? Đáng thương quá nha. Mình xem cảnh này mình có xúc động lắm. Gì? Đó để mình qua ra ngoài mình quay toàn cảnh cái căn nhà nha. Nhà có mình quân với nhà hảo tâm nào á, có cần hỗ trợ thì mình có để cái số tài khoản bên dưới cái video á, giúp đỡ muốn vợ giúp đỡ cho ông á thì mình lượm bên dưới đi, rồi có gì mình ấy cho mình quay toàn cảnh cái nhà nha. Đó. Xung quanh nè. Nhà của ông đó. Thì nay có mặt nữa nha nha. À, nay cái mặt nữa nhà ông gì Phùng Nhân Thắng phải không? Ừ. Đây là nhà của ông nha. Đó phía sau nhà của ông Bùi Văn Thắng nè. Mạnh quân nào có xem thì có đồng bào mình kiều bên nước ngoài có xem thì ủng hộ cho ông nha. Đây là cái nhà xung quanh ống nè.